Gan được xem là nhà máy thải độc của cơ thể chúng ta. Nó đảm nhận rất là nhiều những cái chức năng khác nhau, đặc biệt đó là thải độc và thanh lọc cơ thể. Và khi mà gan yếu thì chức năng giải độc đó nó sẽ bị kém đi, dẫn tới là những cái chất độc hại nó sẽ bị tích tụ trong cơ thể và nó gây ra rất là nhiều các cái bệnh tật khác nhau. Và hãy xem là các cô bác chúng ta đang có những cái dấu hiệu mà dịch sẽ lan kể ra sau đây không nhé. Thứ nhất, vàng da, vàng trong mắt. Thì đây chính là cái dấu hiệu rất là rõ ràng của bệnh lý về gan. Khi mà gan của chúng ta gặp vấn đề thì nó sẽ không chuyển hóa được cái sắc tố bilirubin, dẫn tới là cái sắc tố này nó sẽ bị dư thừa bên trong máu, làm cho người bệnh chúng ta xuất hiện tình trạng đó là bị vàng da và vàng bên trong mắt. Thứ hai, xuất hiện các vết bầm tím dưới da. Những người mà chúng ta mắc bệnh về gan ấy thì dù chỉ là những cái va chạm rất là nhẹ thôi, chúng ta cũng dễ bị bầm tím dưới da. Nguyên nhân của triệu chứng này đó là do cái quá trình đông máu nó diễn ra chậm hơn khi mà gan của chúng ta gặp vấn đề, nên là nó chậm hoặc ngừng sản xuất protein làm đông máu. Và đây cũng là một trong những cái dấu hiệu bệnh gan rất thường gặp và chúng ta dễ nhận biết bằng mắt thường nhất. Vì vậy, các cô bác chúng ta cần phải chú ý theo dõi khi mà chúng ta xuất hiện những cái tình trạng như thế này một cách thường xuyên. Thứ ba, đau tức vùng hạ sườn bên phải. Khi mà gan của chúng ta kém ấy thì một số người chúng ta sẽ có biểu hiện đó là chúng ta hay bị đau tức ở cái vùng hạ sườn bên phải. Nguyên nhân đó là vì cái vùng hạ sườn bên phải nó sẽ tương ứng với vị trí của gan. Một số những bệnh lý về gan thì nó có thể gây ra biến đổi cả về kích thước và nó khiến cho gan to hơn so với bình thường. Và nó kích thích vào những cái bao gan, từ đó xuất hiện cái triệu chứng đó là chúng ta bị đau tức ở cái vùng hạ sườn bên phải. Thứ tư, đó là ngứa và nổi mụn trên da. Ngứa da hay là nổi mụn trên da thì nó có thể do rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Và đây cũng có thể là cái biểu hiện cho thấy gan của chúng ta kém và nó giảm cái khả năng giải độc. Vì vậy, khi mà xuất hiện những triệu chứng đó là chúng ta bị ngứa và nổi mụn trên da rất là lâu ngày rồi mà nó vẫn không khỏi, thì các cô bác chúng ta có thể nghi ngờ đó là do gan và chúng ta nên đi kiểm tra để xác định chính xác hơn. Thứ năm, đó là nước tiểu đậm màu hơn. Thế thì cái nước tiểu sẫm màu hơn nó có thể là do cái nguyên nhân là do cái chế độ ăn này, do chúng ta dùng một số các loại thuốc này, hoặc khi mà chúng ta là uống không đủ nước nó cũng gây ra cái việc đó là nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta vẫn hoạt động, vẫn ăn uống như bình thường, nhưng mà tự dưng chúng ta thấy cái màu nước tiểu nó đậm hơn so với bình thường, và nhất là nó kèm theo cái triệu chứng đó là phân của chúng ta nó bị bạc màu, chuyển qua màu trắng chẳng hạn, thì điều này có thể là biểu hiện là gan nó đang có vấn đề. Bệnh lý ở gan thì nó thường làm tăng cái lượng bilirubin ở dạng kết hợp lưu hành bên trong máu, và dạng này thì nó sẽ tăng thải qua thận, nên nó gây ra tình trạng đó là nước tiểu của chúng ta bị sẫm màu hơn. Và đây thường là cái biểu hiện khá là rõ của tình trạng bệnh lý về gan cấp, nên là các cô bác chúng ta cũng cần phải chú ý, chúng ta thăm khám và điều trị sớm. Thứ 6, phân bạc màu. Thông thường thì màu sắc của phân nó được quyết định bởi sắc tố mật. Nếu như mà phân của chúng ta bị bạc màu thì người ta vẫn so sánh giống như kiểu là cái màu sắc của phân cò ấy, thì có thể là do cái đường dẫn mật nó đang bị tắc, hoặc là do gan của chúng ta nó tiết dịch mật kém. Do mật tắc nên mật nó sẽ làm lại ở bên trong máu, nó đào thải thông qua nước tiểu và nó không xuống được cái phần ruột, nên là phân của chúng ta nó sẽ bị nhạt màu. Thứ 7, xuất hiện các dấu sao mạch trên da. Dấu sao mạch ở đây thì nó chính là một cái tổn thương dưới da, gồm một tiểu động mạch trung tâm với nhiều nhánh tỏa ra xung quanh, trông giống như kiểu là cái chân nhện đấy. Và khi mà chúng ta ấn vào cái vị trí sao mạch đó thì nó sẽ biến mất, và khi mà chúng ta thả cái ngón tay ra thì các cái sao mạch đấy nó lại xuất hiện trở lại. Và nếu như mà các dấu sao mạch nó xuất hiện ở nửa trên ngực này, ở tay, ở cổ, thì đó có thể là cái dấu hiệu của bệnh về gan, cho thấy là gan của chúng ta nó đang hoạt động không tốt. Thứ 8, buồn nôn và chán ăn. Buồn nôn hay chán ăn thì có thể là do những cái nguyên nhân khác nhau, từ đường tiêu hóa của chúng ta chẳng hạn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là do gan nó hoạt động kém, dẫn tới là cái việc mà giảm sản xuất mật. Mà cái dịch mật nó do tế bào gan sản xuất ra ấy, thì nó giúp tiêu hóa những cái chất béo khi mà chúng ta ăn vào. Và khi mà cái lượng dịch mật nó không tiết ra đủ thì những cái chất béo đấy nó không được tiêu hóa hết, gây ra triệu chứng đó là chúng ta bị buồn nôn và chán ăn. Và nếu như mà thường xuyên bị buồn nôn và cảm thấy chán ăn thì đây cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo cái bệnh lý về gan mà các cô bác cần phải chú ý. Thứ 9, đó là thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi thường xuyên thì đây cũng là một cái dấu hiệu liên quan tới các vấn đề về gan. Mệt mỏi có thể do bệnh ở gan bởi vì nó tích tụ những chất độc nội sinh hay ngoại sinh. Và gan giảm cái khả năng dự trữ glucose lên cơ thể, dễ rơi vào tình trạng đó là chúng ta bị hạ đường huyết, chúng ta bị chán ăn, chúng ta ăn ít đi, và đó là cái nguyên nhân dẫn tới cơ thể rất là mệt mỏi. Thì đó chính là chính cái dấu hiệu cảnh báo là cái lá gan của các cô bác nó đang bị suy yếu đi rồi. Và dịch sẽ đang nhắc lại để cho các cô bác chúng ta dễ nhớ nhé. Đầu tiên đó là chúng ta dễ bị vàng da, vàng trong mắt. Thứ hai đó là xuất hiện các cái vết bầm tím trên da mà không rõ nguyên nhân. Thứ ba đó là đau tức ở vùng hạ sườn bên phải. Thứ tư đó là bị ngứa và nổi mụn trên da mãi mà không khỏi. Thứ năm đó là nước tiểu đậm màu hơn.
Thứ 6 đó là phân bạc màu. Thứ 7 đó là xuất hiện những cái dấu sao mạch trên da. Thứ 8 đó là buồn nôn và chán ăn. Và cuối cùng thứ 9 đó là chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Các cô bác hãy xem là chúng ta có bao nhiêu dấu hiệu trong số những cái dấu hiệu mà Jason vừa kể ra hay không nhé. Và để giúp tăng cường cái chức năng cho gan, giúp gan của chúng ta thải độc tố tốt hơn, thì các cô bác chúng ta có thể bổ sung thêm cái viên uống bổ gan này của Mỹ, nó rất là tốt. Cái viên uống bổ gan này của Mỹ thì nó được chiết xuất từ cây kế sữa, nó đã được nghiên cứu là có tác dụng giúp giải độc gan, bảo vệ tế bào gan, tái tạo tế bào gan, giảm cái tình trạng về gan nhiễm mỡ, giúp hạ men gan, phòng viêm gan, xơ gan rất là tốt. Ngoài ra thì trong này nó còn có kết hợp thêm các thành phần khác như eoalin HCL, chiết xuất dễ bổ công anh, chiết xuất quả ngũ vị, chiết xuất atiso, và nó đều có tác dụng là giúp bảo vệ tế bào gan, giúp giải độc cho gan rất là hiệu quả. Mỗi năm thì các cô bác có điều kiện chúng ta có thể bổ sung đấy 2 đợt để giúp cho gan của chúng ta nó thải độc tố tốt và giúp tăng cường cái chức năng gan rồi phòng tránh những cái bệnh lý về gan hiệu quả. Cô bác anh chị nào mà chúng ta cần sử dụng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại đó là 0981 741 388 để được Jason tư vấn cụ thể hơn về cách sử dụng, làm sao chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Jason khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Jason ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Jason ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Jason ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.